vào đến tận tiếng rồi đâu kia kìa. Ôi rồi xe vào đến tận đấy đâu. Sạt lở ấy mà. À. Trận mưa bữa trước ấy lụt đây. Ui giời. Đấy, đồng ruộng mênh mông. À, mình có ruộng đâu, nhà em đâu có ruộng đâu. Nhà mình không có à? Không. Nhà nông cũng có ruộng. Có thôi biết chứ. Còn đi làm suốt mà. Ở nhà đâu. Vừa tối hôm kia mới về. Nếu mà một năm chắc về ở làng này được khoảng 2 tuần. Ui rồi suối gì đây đẹp thế. Đẹp. Có biết bơi không em? Không. Ui rồi nhiều nước nhỉ. Nhiều tháng nước đẹp chứ. Một cổ này dân trong này nó còn hồ hù lắm. Châu vậy. Không hay ra ngoài. Trưa nay nó lại mưa tí nữa. Ừ, mát. Kệ nó. Kệ gì sợ ngã. Mưa to phải lo. Mưa to mới lo. Mưa to lại không sợ. Mưa thế à? Nó mới chơi. À ngay đây rồi à? Không, chưa tới không. Đấy. Đèo với đấy này. Hả, ao ha. Đi đây, đi đây. Ờ. Nắng thật nhỉ em, nắng lắm. Vừa mưa xong lại nắng. Không, chưa nắng mà mấy bữa trước rồi. Cách đây khoảng 4 năm, 3-4 ngày rồi. Nắng mới khiếp. Gần 40 độ dưới Hà Nội, 40 độ. Thế là làm thuê ở dưới kia à? Ở dưới Hà Nội à? Lâu không đi đường này cũng thấy ghê tay. Ê. Ôi, còn 2 cây nữa. Ngày trước là nhà gốc ở trong này mà. Ừ. Mấy anh em đi ra ngoài ở gần đường. Đỡ vất hơn anh em ở trong này. Đường này vất hơn. Trên chỗ chị không có như thế này không? Đồng ruộng đây, chỗ nào chả có. Chỗ nhà thầy thì lại ngay gần đường quốc lộ. Thầy đi vất vả lắm. Mỗi người một nghề đi. Thầy phải giúp bà con thế làm sao được. Người nào có một nghề hết thì còn nói chuyện gì.
À, gốc ở trong đấy. Sao mấy bà này xuống rồi? Không vào được à? Vào được. À? Không biết đi đường này có được không? Đi đường nào đấy bà ơi? Quá. Cái này đi, cho đi bộ chứ. Ngồi đi. Chắc không đi cũng được. Được. Đi tốt. Tay lái cứng. Cũng không hay vào làng mấy mà. Toàn ở dưới kia toàn đi đường nhựa nó quen rồi. Về lại có thể ghê. Cứ đi đi. Chờ thầy cũng lo đâu. Thầy có người đó là lo gì. Ui giời, thông đồng lửa này. Đây là chỗ kia kìa. Xây hết rồi. À, ngoài kia à? Xây hết rồi à? Ở đây có nhiều cái không? Sao? Không hiểu. Ở đây có nhiều cái mả không? Có 6 cái. Mấy cái? Sao mày rơi lên trên nhà tôi không mang ra đây nữa. Đường này người ta không cho phá đất. Cho phá đất thì không đỡ, không vất vả. Đi bộ vào gì? Ôi giời ơi. Đang quay đấy. Đang quay trực tiếp đây. Xem đồng ruộng mênh mông này. Bạt ngàn đấy. Đang gặt à? Đấy. Này dòng cây gì đấy, bưởi á? Ui giời, nắng quá. Không thấy đường. Nắng chói mắt. Đi gặt đây. Đi gặt đi cấy cùng nông dân này. Đi đường nào đây? Có đường dưới này. Này là gạt tay hay là gạt máy? Đâu mà. Cái này có máy có vào được đâu. Thế thì vất vả đấy. Là ruộng bậc toàn ruộng bậc thang. Lấy cái vì nó như đất này toàn toàn lấy mà hắn mà rồi. Ừ. Nhà như cánh quay này. Mưa được công như thế này. Châu. Đi cấy cùng nhà nông nơi. Ui dồi ôi. Này lún cả dép dưới này. Trước nhà gốc nhà này có thêm nè. Hả? Nhà gốc ở đây này. Nhìn thầy đi cái như cô dâu mới về ấy nhỉ. Ôi dồi. Nhìn chả khác gì nhỉ. Khác thế nào luôn ấy. Không lấy cái bàn này thì... Ngoài này sắp mưa to rồi đó. Ở đây nắng chang chang này. Vỡ đầu là có thật rồi. Vỡ đầu. Ui dồi. Nó xỏ nãy xuống sàn xong rồi. Xỏ luôn đôi dép này đi nó trơn. Dép ải cứ đi. Ta biết dép ải cứ thế là sao? Mấy đôi nên mà đi hết rồi. Tôi mới đi hết toàn để đôi dép. Đôi rách nó mới không mất. Đôi đẹp nó mất hết. Ui trời ơi. Toàn mất.
Ủa, ở đây mạng căng chứ. Mạng căng mà. Thầy đang phát trực tiếp đây. Ui giời. Thở không ra hơi. Bình tĩnh hả? Đây có dây điện đấy nhá. Để ý này. Nó nối này. Này. Thật cho đi bỏ mẹ. In lồng đấy mà rào. Ui giời ơi. Nhâm cái trang vùng. Rửa chân phát. Ngay thuyền trang mà tấn ấy hẳn nản ấy như bán nghỉ. Thế à? Ui giời, đến nơi rồi. Mệt quá. Này tông bãi hà này nả giang bán này. Đây. Đi quần của thầy đây. Quần của thầy. Ê, quay vào hết rồi đây. Để nó giải chiếu đã. Nhìn thầy trẻ á cháu. Thầy ế rồi. Ô lôi. Cứ nhìn vào đây là được. Đặt mâm vào đây. Ngồi đâu chả được, ngồi chỗ bằng đây. Xong rồi làm một mâm ra kia là được. Thằng nào của nhà mình hết đi, có về của ai đâu mà. Mẫu đây đoàn nhà mình nhá. Ờ. Cái này nó quay vào hết rồi đây đây. Rồi đây à? Ừ. Để ấy đi. Không đấy. Mỗi bên này bên hàng xóm có. Đây cả. Thanh niên lấy đàn đây. Đấy, quay lên đi. Đấy, quay bàn lên đây này. Ui dồi ôi, chỗ bằng này không đứng. Cần gì phải quay thế? Chùm lên là được rồi. Nắng bên này mà. Chùm trên đầu ấy. Trên đầu làm gì? Chùm đầu nó mới che nắng chứ chùm đấy làm sao mà che? Ê, ra đây ngồi xem nào. Ôi giời ơi. Quá che mặt trời ai đi. Che trên đầu làm gì nữa? Che đầu không che là che thân. Được ok chưa? Đây có đây đến đây đâu, thầy ngồi chiếu nào. Thầy là ngồi chiếu. Thầy là ngồi chiếu này á? Kia một phân nhất đâu mà phân mồ mạc ạ. Trời này mưa nào được, làm xong nhanh mà. Cũng vậy tí. Kế mình ta hát. Hát bay hát bay. Đây rồi. Cũng mi, ngay là vào đây. Quay tí gió không vào này càng nóng nữa. Ừ. Đây rồi tên mà hát luôn. Cùng bắt thì cái đấy nó là tha luôn.
Tí làm nó đo đưa. Tí làm á. Đấy rồi, vần này lấy đây rồi. Ôi giời ơi, khiếp. Như châu đầm. Tháp bông hương ở đây. Bằng hôm nay bung hơn năng đây là đây rồi. Châu đầm này. Ôi giời. Mặt trời bên này mà. Thế thôi, để thế thôi. Cứ làm đi. Qua kèo vô cây bông như đường đường có bà bệnh khô khô bông nên bông khánh thôi ở đây bông khô tan mà nào khô tan bên đất rồi không có khô tan thôi vậy mà đây là cái làm cái đất cái chơi dấu mà không thôi nát tức cái đồng dấu vậy dấu đấy đấy anh tâm đấy nát tức cũng bay cứ cho mình bao bao ý mình bao dấu mà tâm mình làm đi thôi mình đi quay em đến nè. Nhiều thầy lắm mà. Đã tính rồi. Đó. Thầy trẻ đẹp có mệt mỏi không? Mệt cũng phải làm. Ôi trời ơi. Ná phần được. Không có rồi đấy. Ná khóc. Phần là yến tế bà như này. Tâm làm đi cúng thôi. Chào mọi người đang xem nhá. Dừng nổi cục mũ. Là nế châu ti co của bà nế đây đấy nè. Cái này khói ơi. Wow, tối về trên Facebook của thầy hôm nào phát trực tiếp rồi mình còn xem. Có khi trong này mình là học làm học trò được á. Lao ra lao ta. Đấy nhậu đấy ai ra. Để đi cấp thạc đi. Ai ra ơi. Nhậu nha đi. Quá trong này. Ở đây thì không có điện rồi. Chào mọi người đang xem nhé, đang làm ở đâu đấy thầy làm ở xã Bắc Sơn. Xã Long Đống à, huyện Bắc Sơn. Tỉnh Lạng Sơn. Đây đi ăn mộ đây mọi người ơi. Này, ấy. Công sức của thầy đi này. Bà ấy làm từ từ thôi. Bà sai nhiều quá, thanh niên làm không kịp. Không nói có không biết. Cái chai đây. Ý ngang luôn. Ở ngang luôn chứ. Thầy sao thì nắc léo ra đây trừ chân nè. Mà vong à phai khào này mà vong quanh cái à má đồ án này bắt đầu là tứa khoa thật say cái bơi. Ở đây mát mát đây.
Mì sao hì đẻ luôn. Đứ la luôn. Nói kim dây cảm đi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu cái. Ở đây là sáu cái là xây của nhà mình đấy. Còn cái một, hai cái gì bên này là của nhà... À, vẫn trong họ gì? Thắp hương mấy cái mộ cạnh này đi nhá. Thế mâm hương đâu? Mâm hương thầy đâu? À, các bà, thì mâm hương ở đâu? Mâm hương cái bảo để đây nấu chứ. Thế là đi gạo đó. Thế đi cày quen trâu à? Cặp tiên nhụt là lăng mà thân dưới phát đồ đi cả. Anh ấy nói chảo khâu áo thái mới lô cả này. Bảo nó lấy hai cái bát to ra nhá. Chị ơi, gào thét tên đi rồi. Chào Mỹ Tâm nhé. Trời ơi, cô em gái. Em chào mọi người đang xem nhá. Chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ. Hai cái bát to đấy chứ. Vào nhà gốc lấy được cái nhà mình mà. Ta ngưng xem ở đây có ai có thì xin cái bát, mượn cái bát. Có nhà anh trai rồi đi. Thế ấy bà thầm không mà. Dâu về lấy. Ui giời, sắp mưa đấy. Đấy mưa đấy, mỗi cái trang mặt nha. Khiếp thôi. Làm gì mà phải vội phải vàng thế. Tí nữa cùng lắm là cho bà đội cái này. Được không? Được, cái thầy đội vào đâu? Cái dậu kìa. Đi cho đi làm học trò làm kia nhá. Lại làm bốn góc lên là được. Nóng không chị em quạt online cho. Ui giời, có đứa em. Có đứa em hiếu thảo ghê. Em chào mọi người đang xem nhớ. Like ngày xưa bé bé vào này cứ đòi cắt đầu tôi ngộ không mình đầu nó tròn nó cứ cắt tôi ngộ không. Quân Nông làm ở đâu vậy gì Ngọc? Em làm ở ở bên Bắc Sơn bác ạ. Không, người Bình Gia. Đây rồi, đây rồi. Ở nhà bấm lên đi. À, nà hư là cắm mà này rồi. Ồ, mì sốc ăn là cắm cá, xong rồi tiếp ăn, tiếp ký ăn, tiếp cắm cá. Cắm quả lửa chóng chóng ở đây rồi, bây giờ quả lửa chóng rồi. Đâu nữa. Cứ thích xem gà chị thôi. Úi giời ơi. Cảm ơn Yến nhá. Yến xinh. Nó con ơi. Mà ao phái mà vòng cho đấy để. Phái mà giá. Mấy cái mả xung quanh đây thắp chưa? Thắp rồi.
Ở đây gọi là cái gì? Nà cái gì? Nà nà reo à? Ừ, nà reo. Quý thầy này ngồi chỗ kia nó nắng lắm, đây này bà ngồi đúng luôn mà chỗ này luôn. Chỗ nào mà chả nắng nó cứ không chỗ này nó không đau đít là được rồi. Ôi nó êm mông là được rồi. Ở đấy bà này đứng ở đây. Đây gần đấy. Thầy xin quá cháu cảm ơn cô nha. À thả một gom không đấy mọi người. Đây cũng màu à hòn hìn đây. Ấu để thấy cái túi của nó hằn hìn lắm. Ừ chứ nó mì cái này. Ừ ông này. Đây gạo nó mì cái này ông chứ. Ông nó mì căng nó. Đấy. Bình Gia mưa to đây. Ở Bắc Sơn ba đây cũng mưa to. Bây giờ tạnh rồi lại nắng rồi cô ạ. Làm đi không mưa đấy. Chắc là sắp mưa trận nữa. Cảm ơn. Thật là rật ráo rồi. Loại mà thế. Cái gì cái đấy ra là không được đấy. Mưa rồi. Đấy. Mưa rồi. Thấy chưa? Mở ra cái đồ nào mà đấy. Nào nào ông nào. Ông nào bảo. Trời mưa luôn. Bái bà dậu nhá. Mưng nhá. Phải mưa phải đợi này áo đây. Thế mưa rồi. Ông đánh cho mày nó đi mà bán mát má. Đi mẹ anh chiếu ngay đây này. Ý nó ăn thần đâu với nhà rằm ăn lánh. Nó bị mẹ cái đi được có bao mẹ cái đi. Quay lại. Bà con chiều đi con đi. Làm chéo đi cho mọi người được ngồi luôn chứ. Không có mà vậy, ý nó mấy đấy. Hương. Chả phải à, sao mà mày bán ngay. Ừ mà đáng theo chứ. Đó, đúng rồi. Làm dài dài này cho mọi người ngồi được luôn chứ một mình thầy sao được. Bà ấy ngồi lui vào đây tự ướt vào đấy. À thua tốt đồ không đấy nhỉ. Cho mấy cái đồ kia vào trong này đi nó ướt đấy. Tốt đồ không mày im lặng thôi. Sơn mưa. Mưa rồi đấy. Mưa rồi bác ơi, bác nói thiêng như gì. Mưa rồi. Trẻ con đi vào đây ngồi đi con. Mưa đấy. Đi vào đây. Khả năng nghe. Ngồi trong mưa ấy. Mày ngồi đây, ngồi đây. Ngồi cần thầy công giúp vào. Vào đây ngồi không phải sợ thầy đâu. Mày cứ vào đây. Trẻ con ra đây làm cái gì? Chúng mày biết là không biết cái gì. Trẻ con cứ mò ra đây nhìn tận đây. Thật không được mò ra đây mà lâu. Tôi làm mấy đây. Chưa hết đâu thầy. Bỏ này lắm đấy thôi. Cắm mà hắn sát tao. Khâu hú đôi. Đây đây khâu khà phải. Đây đây ở trong xung mà ở trong xung. Mẹ ở sau đây. Nó cũng chưa nắng khâu khà cần đó. Đây cả phải ăn mà. Đấy phân tốc là đấy mẹ. Có phân đi dọn gì thôi. Trời mưa mới lộc nó mát mẻ. Mỗi tôi ướt một tí. Ông của Dũng ở gần nhà Dũng ấy. Có phải ở đây đâu. Mày nhầm rồi. Chúng mày ở đây làm gì? Mày nhầm rồi con ơi. Về nhà đi. Nhầm rồi. Người đây là không có mình nhận nhầm hàng rồi. Ôi, không mình nằm ở đồi kia thôi, không nằm ở đây. Chắc xà mơ cái gì biết tìm. Dúng dài. Ông mình chưa đến chợ không đây đâu, lúc nào lâu đi mới xuống đây được.
Ôi rồi người ta vẫn còn gặt không về à nhỉ? Nhà ở trong đây vẫn ngay cái đường vào nhà bà đấy. Dưới đường đây thôi, bây giờ chơi tán nhà ngoài kia thôi, chứ là nhà chính cốc ở đây thôi. Thôi đi ra đi vào đây làm gì? Không có gì khó cả. Không vào đây là không có đất. Mày pa hưởng thì chẳng đi nhanh không hiểu đấy. Này được cục quần. Trời mưa rồi, cái cày quên trâu này biết bao giờ mới lấy về đến. Ôi rồi bà bỏ lên mà nào mà đi. Nhà mình phải biết chứ. Tí nữa ông cụ bảo chứ mày chửi gì. Phải kiểm tra chứ, nhà mình phải kiểm tra đầy đủ chứ. Alo. Chà thù thầy đang làm ở xã nào vậy ta? Ở xã Long Đống. Cái gì nhỉ? Thôn gì nhỉ? Xóm gì nhỉ? Cái này là xóm Tiến. Không, bây giờ chúng ta thôi, Tân Rã, Long Đống, Bắc Sơn. Trời sắp mưa rồi kìa chị ơi, mấy đứa mày nói thiêng thế. Mấy đứa mày xem trên online mà nói thiêng thật đấy. Tao bảo trời mưa là y như rằng trời mưa. Anh rút. Tôi không chờ không được, nó bật lắm. Nói đôi tim rồi. Mẹ sáu mà mẹ sáu mà mắm gì bà hãy đi vào đây ngồi đi, sao đứng ngoài kia? Nó còn trẻ lắm đó, trẻ gì đầu đầu tóc bạc phơ rồi, trẻ gì nữa, đi vào về ốm đấy, gần 70 rồi trẻ gì nữa, về nó ốm đấy. Bà vẫn còn khỏe chan, xem cái bụng bà xem này. Ôi cái bà này, cái cháu gái này còn không bằng gấp bà đây này. Bà già rồi sống được mấy. Cứ già mới dài. Cháu gá cười chịu bằng thiếp. Gần càng già càng cay. Không thằng nào làm sao giống cháu được. Anh thắng khẳng định bây giờ kể cho 50 thằng mà không thể sống giống cháu được. Thì mình nát cái tỏa dưỡng sống cái dưỡng như tôi đó. Mai anh xuống ấy. Nếu mà càng quá anh rút luôn. Còn hơi có bao cái là mấy mà nó nối. Nối nhưng mà bạt này mà anh nối qua hợp ý. Nó mới ao Facebook mà vùng với. Ôi lộ bính ra gấp phải bạn anh như này. Hay là bèo bơ tông. Sáng mai mới đi sớm được. Ha, chắc công việc cái quảng bắt đầu phấn với thuyền mai tháo đây, mai tháo mới chấm đây là đây. Ôi cho chị như từng mời đấy nhà quan quan bao nhiêu. Mưa rồi cả làng ơi, mẹ làm nào bây giờ? Đây, mọi thứ đang chuẩn bị, tự dưng trời mưa. Hát cái ai mày giang mày giang mày giang mày mày giang đi. Ôi. Ô bên này không mà đâu mà mình kể mình nó. Đã lớn rồi đó nhà đây toàn vô mua mày giang ấy, nó chắc cái này giang ăn được gì. Bà này bao nhiêu tuổi rồi? Còn tiếp làm. Bảy bảy rồi á? Bảy bảy rồi sao mà răng chưa mọc hết thế? Ê, bà đây năm thế. Giá chỉ có bộ răng còn khỏe mà chứ. Thế nhá, mất mấy hàng tiền đảo rồi. Còn mấy hai lính, hai vệ sĩ, hai bên. Hai bên kia đi chờ, nó gác. Đâu, bà cười một cái nào. Hai bên lính nó gác mà. Cả mấy anh em ở trong làng này, mấy tháng mỗi cái bà này già nhất. Mấy tháng ngày sang bị trăm rồi. Thế à? Bây giờ chị gái của hội này đấy. À, làm sinh nhật được rồi. Chào các bạn, chị mẹ nó đâu? Chị kia đây.
Hả? Đấy đúng thật đấy. Ở làng đi luôn cái cái cậu ông nào ông nào mà cô. Cái này gió quá nó chỗ luôn đi. Nhổ đấy, tóc lên. Thảo nó nó bạn tóc mà lấy cái lông mày. Ủa cứ bắt tóc mà về mà láp mày thấy rồi. Ô chết rồi, bấm vào đâu rồi? Ngày kia đi ăn cỗ là làng gì lên chơi nhé, là hiến công gì lên đi ạ. À? Không có cho cũng phải cho có. Đi đi mì mét chưa? Mẹ gửi đi đồ ní. Thằng còn ăn vui nhanh quên này. Thế là tôi tập luôn này, em cứ nói. Nhà ở bãi bà đừng đâu. Bà không được nói nhà thi cả phấn nghe kéo bên mình. Chết rồi mẹ. Kỹ thuật thế mẹ. Bình thường nó đi như vua bò cho đám đám ơi chạy nhanh thế. Mưa lắm, hát rồi, hát rồi, hát rồi. Ôi, khổ mà người đôi, cứ bình tĩnh. Bà Thảo thế, bà Thảo không, bà Thảo không. Bà Thảo không, bà mưa hát lắm. Ôm bạn đây khe đâu. Ông nào bạn đây chứ bạn. Đi bạn đó bạn vô. Nó bạn mà đấy áo có bao nữa cơ. Ba mà đấy cả áo. Mẫu với áo kìa. Mẫu với tốn. Đi đến nửa đường thì lại về cùng nhau như nhau cả. Mưa to đấy, mưa to đấy. Bà cầm áo hơn đi. Đấy. Mà hát đâu vậy? Ta làm nhà bấm khối ra cái này đây phân rồi. Thế đó thân phân đàn rồi. Ừ. Đi mới tâm còn cái này quay cảnh đó, nó cho mấy cái đồ. Cho mấy cái con rồi. Xuống đây nữa là được. Ừ. Ghét cái tăng. Tại cứ bơm mấy vậy anh em mà chúng mà chứ mừng. Tôi ngầm mình. Ôi giời ơi. Mày tay ngày đẹp đó. Ngày đẹp trời trời. Ngày đẹp giờ đẹp. Ôi trời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Đấy đấy đấy, hát bấy, hát bấy này. Rồi báo báo số 1. Đúng cái đỉnh nha. Ba ba hở bông nhỏ nhỏ mấy. Mấy. Rồi báo số 1. Đây 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 không. Ơi. Chết rồi, hát rồi, hát rồi, hát rồi. Đi hát rồi. À, đấy được luôn. Nhanh lên. Ôi trời ơi. Đây bảo là không mưa, bỏ áo bên kia. Không mưa. Mưa rồi hát hết cả thầy rồi. Đây, đây chưa? Thầy mày mà còn có. Đừng ngắm mặt cười. Bán đâu? Ấy bạn này nó mà thân biết. Mà thân ao trang đi. Cái mâm đâu? Kéo về là. Hạ được. Đây cái mâm cháu đang đội. Cái mâm cháu đang đội. Bà này thích tìm cái mâm. Để kiếm được mấy cái cọc đi. Gió thôi nó không gió. Bà này cứ tìm cái mâm. Mình đang đội.